nhận được điện thoại cầu cứu khẩn cấp của 15 phụ nữ Việt ngày 30 tháng 6 vừa qua, toán giải cứu của chúng tôi đến ký túc xá của JR Holdings, một công ty tuyển dụng nhân sự, nơi các nạn nhân đang bị giam giữ. Toán gồm có phóng viên và nhiếp ảnh gia của một tờ báo địa phương, một người Mỹ gốc Việt tình nguyện quay phim, hai nhân viên của Tenaganita, một tổ chức chống buôn người ở Mã Lai, và tôi đại diện cho Liên minh Cảm Sa. Giống người Việt có phải không? Yeah. Mình thấy giống người Việt. Cái cô ha. Đúng rồi. Nó nhìn ra ngoài nè. Nằm sâu trong hẻm, ký túc xá rộng lớn gồm hai building 3 tầng, có thể chứa vài trăm người. Nó đúng nghĩa một trại giam với nhân viên an ninh, cổng sắt, tường vây cao với rào kẽm gai và đèn đuốc sáng choang để kiểm soát mọi sinh hoạt qua lại. Các chị công nhân mà chúng tôi muốn gặp không được ra ngoài mà chỉ nói vội đôi ba câu qua song cổng dưới con mắt chằm chằm của nhân viên an ninh. Đến bây giờ là 8 tháng rồi, thì trả cho em 3 tháng cơ bản thôi. Còn 5 tháng là cắt của em, thì chúng em là đòi là bây giờ trả cho em đủ 5 tháng cơ bản. Thì là chúng em sẽ đi làm. Chúng tôi nhận là du khách đến từ Việt Nam, nhân thể có mặt ở Kuala Lumpur nên muốn gặp thân nhân trong số các chị. Nhân viên an ninh gọi điện cho cấp trên, phải mất một thời gian điều đình, chúng tôi mới xin được gặp hai người. Nhưng phải gặp ở bên ngoài ký túc xá và chỉ có một tiếng đồng hồ để gặp. Để tránh bị nhòm ngó, chúng tôi đến một quán cơm bình dân ở bên kia đường. Tháng 8, 2007, chị Luận, quê ở Bắc Giang, từ biệt chồng và hai con lên đường đến Mã Lai. Này, môi giới nói là sang bên này lương cao, được 3 triệu một tháng, thế để em đi. Mấy tháng sau, chị Nga quê ở Hải Dương cũng để lại chồng và hai con đến Mã Lai lao động. Câu chuyện của hai chị kể ra trong nước mắt, nói lên nỗi nhục nhằn chung của 15 phụ nữ bị bóc lột và bỏ rơi nơi xứ người. Tiếng tăm thì chúng em chẳng biết giờ, trong người em chẳng có một đồng nào. Mấy hôm nay chị Thắng với bạn chị ở trên đây, chị cho gạo về nấu chung cho chị em ăn. Được tuyển từ các vùng quê hẻo lánh, họ thế chấp nhà cửa để vay số tiền lên đến trên 1.000 Mỹ Kim, đóng cho công ty xuất khẩu lao động Việt Nam. Hợp đồng ký với công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam và JR Holdings bảo đảm 27 tháng làm việc cho hãng Sony với mức lương tối thiểu là 768 ringgit, tương đương 220 Mỹ Kim một tháng. Khi đến phi trường ở Kuala Lumpur, thủ đô của Mã Lai, mọi công nhân đều bị nhân viên của JR Holdings tịch thu sổ thông hành trước khi chuyển đến hãng Sony ở Penang và Bangi để lao động. Hộ chiếu thì họ cầm từ sân bay, môi giới đưa bọn em về ký túc xá ở airport. Tháng 11 năm 2008, chưa đầy một năm làm việc, Sony cho các chị thôi việc và giao các chị lại cho JR Holdings. Nói là công ty không có việc làm. Tháng riêng năm nay, JR Holdings chuyển các chị về giam lỏng tại ký túc xá ở gần thủ đô Kuala Lumpur. Chuyển hôm nay lên đây là ngày 17 tháng 1, 2009. Công ty JR Holdings điều động họ đi làm những công việc vặt cho các chủ sử dụng lao động khác nhau như hãng sản xuất bao tay, nhà hàng, trại gà và tư gia. Họ làm việc rất cực nhọc nhưng không được trả lương, nhiều khi còn bị sỉ nhục và đánh đập. Công ty đông lạnh đấy, vào đấy lấy chổi đánh bọn em, đánh mến mến giờ vào công ty ngang tay rồi lấy chổi đứng ở ngoài đáp vào mặt mến, thế xong là bà đuổi bọn em, nên là bọn em kéo vali xuống. Lâu lâu họ mới được cấp vài chục ringgit, chỉ đủ sống lây lứt đôi ba ngày. Họ thường xuyên thiếu ăn, không cho bọn em ra ngoài, mà một tuần hai tuần mới cho bọn em đi chợ đêm, đưa bọn em một xe chở chỉ được 4 người thôi đi chợ đêm và siêu thị mua đồ ăn, bọn em mang 20 sinh đi chợ tiêu chẳng được đáng bao nhiêu mà. Sau nhiều tháng chịu đựng,
các chị công nhân quyết định sẽ chỉ đi làm sau khi nhận đủ lương. Người của công ty hăm dọa và sách nhiễu họ. Người quản lý ký túc xá nhiều lần vứt hết đồ đạc, quần áo và đuổi họ ra đường giữa đêm khuya. Dù hết cả quần áo chúng em xuống rồi thì bảo chúng em là đi ra ngoài không được ở ký túc xá nữa. Công ty không cấp thực phẩm và những phương tiện sinh hoạt tối thiểu cho họ. Như chị Luận đề khoảng vừa rồi cũng đi hái được mấy buổi hoa nhài, giờ bốt bảo vệ chẳng cho bọn em đi đâu ra ngoài cửa và giờ cũng chẳng biết là kiếm gì mà ăn. Vì đói, một số chị lén vượt rào ra ngoài hái trộm rau và xin sự trợ giúp của những công nhân Việt khác ở trong vùng. Khi bị bắt gặp, họ bị phạt ngồi chồm hổm ngay ngoài cổng trong nhiều tiếng đồng hồ giữa buổi trưa nắng gắt. Thực sự bọn em chẳng có tiền và giờ ở đây đâu thì bọn em chẳng có tiền ăn. Em nghĩ cha mất nhiều đêm, bọn em thức trắng đêm chẳng ngủ. Có chị đã phải chịu nhục và bán thân mình để kiếm miếng ăn. Xin được một ít tiền, các chị dành dụm để gọi điện thoại về Việt Nam cầu cứu với các công ty xuất khẩu lao động đã đưa họ đi, cũng như gửi kiến nghị cho Tòa Đại sứ Việt Nam ở Kuala Lumpur, nhưng tất cả đều vô hiệu. Có, em có gọi về cho môi giới Việt Nam. Thế rồi họ trả lời sao? Hỏi về nhiều khi cũng chẳng hỏi thì là bảo là cô cứ yên tâm, để đến tháng 4 này mà nó không trả thì cháu sẽ đòi cho cô. Thế nhưng mà cũng không có một cái được một cái gì cả. Môi giới Malaysia thì chúng em thì không tiếng không biết, thì chúng em bảo chẳng biết môi giới nào nữa. Anh dò lên đây chẳng biết là ai là ai là môi giới, chẳng biết ai là bot nữa, bọn em chịu chết rồi. Nhiều tháng rồi các chị không gọi về cho thân nhân ở Việt Nam vì không có tiền. Bây giờ đã khổ như thế, chuyển chúng em hết công ty nào công ty kia không làm được thật làm thì được. Chúng em tôi quyết định là chúng em làm đơn lên để đề nghị cho bên trên đại sứ quán để giải quyết cho chúng em về nước. Khi đòi về nước, các chị bị JR Holdings bắt đóng một khoản tiền chuộc lớn trong khi không có một thu nhập nào. Phạt 2.000 dinh. Thế chúng em bảo là 2.000 dinh thì bây giờ chúng tôi lương cơ bản không có, chúng tôi không có tiền. Gia đình là cứ bắt là chúng em về thôi. Thế chúng em bảo bây giờ về thì môi giới nó bắt phạt nhiều lắm mà giờ tiền thì không có. Họ đang ở trong hoàn cảnh hết sức nghiệt ngã. Ở không được, về cũng không được. Anh giải quyết nào cho bọn em về càng nhanh càng tốt, ở này bọn em chết mất. Tuyển công nhân qua các công ty cung ứng nhân lực đang thịnh hành ở Mã Lai. Làm như vậy, các công ty sử dụng lao động như Sony dễ dàng tránh tiếng và ẩn mặt để thoái thác trách nhiệm đối với công nhân. Chúng tôi sẽ không để cho Sony nấp sau lưng JR Holdings. Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu, tức CAMSA, đang phát động chiến dịch để áp lực Sony phải nhận trách nhiệm và xử lý trường hợp buôn người này. Chúng tôi kêu gọi giới tiêu thụ, nhất là các sinh viên và chuyên gia, lên tiếng với Sony để đòi công lý cho các nạn nhân người Việt này. Mục đích của chúng tôi là đòi hỏi Sony phải bảo đảm là cả 15 công nhân nhận đầy đủ các tháng lương trả thiếu và tiền bồi thường thiệt hại về cả thể xác lẫn tâm lý. Sony cũng phải tiếp tục trả lương theo hợp đồng dù công nhân ở lại Mã Lai hay về nước. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi người Việt trong nước cảnh giác với 4 công ty xuất khẩu lao động đã tuyển và đưa công nhân sang làm việc cho Sony ở Mã Lai và rồi hoàn toàn bỏ rơi họ